Hoa hậu trái đất 2019 đang bước vào giai đoạn nước rút trước thềm bình thường kết diễn ra cuối tháng 10 tới đây. Đại diện Việt Nam Hoàng Hạnh vừa bước vào vòng thi đầu tiên diễn ra tại thành phố Makati, Philippines. Tại vòng thi này, các người đẹp sẽ mặc đồ bơi, đeo kính và mũ để trình bày các quân. Có thể thấy, một số người đẹp bộ ít thế khoa được dốc dáng cân đối hơn hẳn các mỹ nhân thế giới bị lộ cơ thể ngấn mở, dòng eo kém săn chắc. Dù vậy, khá tiếc nuối khi đến thời điểm hiện tại, Hoàng Hạnh chưa mang về bất kỳ giải phụ nào. Cô được chuyên trang nhan sắc uy tín dự đoán sẽ góp mặt trong top 15 bình thường cuộc. Đại diện Việt Nam được đánh lạnh khá tốt về các chỉ số hình thể. Bộ Tài chính năm nay đầu tư khá sơ sài ở các phần thi. Việc đeo kính hay đội mũ trong phần thi này làm giảm đáng kể thần thái của các người đẹp. Nhiều mỹ nhân lộ body ngấn mở, hình thể không đẹp khi trình bày bikini.